Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Clip ngày hôm qua thì mình không có nha. Từ ngày lễ anh em đi chơi, mình cũng không có quay được clip cho anh em. Thì hôm nay ngày 2 tháng 5 quay clip mấy cũ đây nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha anh em. Có trên cái bảng nhỏ phía trước ha. Là quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em vui làm cọc 100 ngàn Viettel. Xong rồi nhắn họ tên địa chỉ ha, cùng với mã số thẻ cao. Anh em mua máy nào thì nhắn máy nói luôn cho mình dễ gửi cho anh em nha. Tiền cọc thì anh cứ trừ vào tiền lúc anh em nhận được hàng á, trừ tiền ra, cộng thêm phí ship nha, mình không bao ship. Anh em nào mà chuyển khoản thẳng thì mình bao ship cho anh em nha. Cứ alo cho mình, chỉ đọc số tài khoản cho anh em. Ship code thì toàn quốc cho anh em. Rồi, ok. Con máy đầu tiên thì hôm nay là con Ri2 Dream nha. Ri2 Dream nha anh em, Samsung. Máy màu gold vàng nha. Mấy con này đã thay vỏ rồi. Thay vỏ đẹp kìa ha. Màn hình 5 inch. Ra 1.5 bộ nhớ 8, pin 2006 nha. Đó, sườn đẹp, vỏ đẹp nha anh em. Mới thay thì càng rồi. Kính đẹp càng luôn. Ri2 Dream. Nói chung là xài giải trí nhẹ nhàng nha anh em. Mấy con này thì không có phải là quá mạnh gì đâu. G532. Ok, con này để anh em giá 690.000 nha. 690k, kèm sạc trang kính nha anh em nha. Một con duy nhất. Tiếp theo là con Ri 37 màu xám xanh nha anh em. Bản hàng nha, mấy nguyên khối nha. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3.300. Máy đẹp 98.9 nha anh em, kính keo sạc em, máy hàng một sim. Bản hàng. Chức năng full nha. Bỏ sim là xài thôi anh em. Chức năng ok full nha anh em. Máy bán ra thì kèm sạc dán cái lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Galaxy Y3, tức là con Ri 37 bán hàng một sim, đẹp 98.9. Con này để anh em giá 1830 nha. 1.870.000 kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là con iPhone 7. iPhone 7 nhỏ nha. Bán lock nha anh em. Con này bán lock ha, nhưng mà đã lấy quốc tế rồi. Anh em bỏ sim vô là xài thôi. Không có cần làm gì nữa hết ha. Không cần bỏ sim ghép nha anh em, mình đã ghép sẵn rồi. Bỏ sim vô là xài. iPhone 7 nhỏ, 32GB, full vang. Full vang ha, pin con này là bảo trì nha. Pin bảo trì, anh em nào mua thì thích thì thêm pin, thêm tiền, còn không thì để xài nha. Pin 73. Con này tính em giá mềm thôi. Máy full vang, đầy đủ hết, chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi. Nhưng mà bạn lock nha, reset lại cái là phải ghép lại sim. Đó, cái sao có nói vậy thiệt cho anh em luôn. Vân tay ok nha, chức năng ok hết. Mấy nguyên ring nha anh em, xài thoải mái luôn. Ok, con này để anh em giá của nó 2.6 triệu nha. 2.6 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Đang có lưng gieo luôn. 2.6 triệu thôi anh em. Tiếp theo là một con Oppo F1S nha, A59, bán nội địa nha anh em. Máy RAM 432, màn đẹp nha, con này là guarantee còn nha, lột ra ha. Mấy keo luôn. F1S, Oppo. Đây, giới thiệu cho anh em xem luôn. RAM 432 nha. Màn hình 5.5 nha. Pin con này là 3075. Đó. Bán nội địa xài rất ok nha. Giá để anh em là 1550. 1550 nha anh em. Em xài giá ngược lực luôn. Samsung A610 bản hàng màu gold. A610. Máy đẹp tầm 97 nha anh em. Nguyên zin ha. Kính đại giá ngược lực rồi. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.2, pin con này là 3.000. A600 bản hàng một sim nha anh em. Đó, A6 ha. Con này để anh em giá 1750, 1750 nha anh em, kèm sạc dán lực lại luôn cho anh em. Một con Xiaomi Mi 8. Xiaomi Mi 8 màu xám xanh. Máy đẹp 97.8 nha. Lưng sau sức nhẹ thôi, còn như keo. Còn như 99 luôn á, kính này, keo sao em. Con này màn hình 6.21, RAM 6 bộ nhớ 64, pin 3.400 nha. Mi 8 anh em. Wi-Fi rồi là ok hết ha. Chức năng ok, full. Đầy đủ chức năng, chưa có trục trặc một chức năng nào hết ha. Mi 8 nha, RAM 6 64.
Con này ra đi cho anh em 3.4 triệu, 3.4 triệu nha anh em, kèm sạc cho anh em đầy đủ. Đó, máy rất là đẹp nha. Tiếp theo clip là một con Ri 4 cộng bản Việt Nam 2 sim nha. Máy lưng xe trước chắc bên gen nhẹ, còn như là keng ha. Kính dán lực cho anh em luôn nha, đẹp keng sao em. Mua xịn bên dán luôn, sườn đồ còn ok hết. Màn hình 6 inch nha anh em, RAM 2/16 ha, biên 3/3, Ri 4 cộng bản Việt Nam 2 sim. Máy xài ok luôn. Đây, sẽ test sơ cái chức năng cho anh em xem. Con này là bản Việt Nam này, 2 sim này, 457, 455 ha. Wi-Fi rất là mạnh nha. Ri 4 lút nha anh em, chức năng là hoàn hảo nha. Đó, test sơ mấy chức năng cho anh em xem. Ok, con Ri 4 lút để anh em giá 1550 nha, 1550 kèo sạc kèo dán lực lại cho anh em nha. Một con Ri 7 Brim bản VN, màu xám, màu xanh xám, nói chung là vỏ xấu nha, nguyên Ri. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3.003 nha, 3.003, cái khay xin bế kia tí bỏ vô. Đó, kính đại nhãn lực, nói chung là kính đẹp, con này kính đẹp, màn hình thì dính một đốm này không ảnh hưởng gì hết ha. Ri 7 Rim nguyên Rim, chức năng full nha. RAM 332 nha anh em, con này để anh em giá 1.550, 1.550 kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo cho anh em là con Oppo A83 nha anh em, màu đỏ ha, con này có ốp lưng luôn, máy đẹp tầm 9798, nguyên riêng nha anh em, sườn xếp là ok luôn. Con này màn hình 5.7 nha, RAM 464 anh em, RAM 464 ha, pin con này là 3180, 3180, chức năng ok nha. Test wifi coi. Giới thiệu điện thoại cho anh em coi ha, RAM 464 nè, chức năng rất ok, camera cực nét. A83 màn hình 5.7 nha nè, con này để anh em giá của nó là 1770, 1770 kèm sạc dán lực cho anh em nha, RAM 464 nè, cũng cấu hình rất là ok. Samsung A50, con này vỏ sâu nó có xuất sắc nha, RAM 464 nha anh em, màn hình 6.4, pin 4.000, nguyên Ri, nói chung là vỏ sườn là xuất sắc, xấu xấu nè, không đẹp keng ha, kính là còn miếng garanti luôn, màn Ri, màn Ri đẹp keng sao beng luôn. RAM 464 ghi, màn hình 6.4, pin thì 4.000, còn này Samsung A50, con này vỏ hơi xước, để anh em giá 2.8 triệu thôi nha, 2.8 triệu ha, kèm sạc dán lực lại luôn, 2.8 triệu. Tiếp theo là con Note 10 Lite nha, Samsung Note 10 Lite, vỏ sâu cũng ok nha, đẹp tầm 9, nói chung tầm 98 thôi, 97-98 thôi, Note 10 Lite, màn hình 6.7 nha anh em, 8 bộ nhớ 128, pin 4.500, kính keng nha, mua thì mình sẽ dán lực lại cho anh em luôn. Kính là keng len keng luôn, RAM 8GB, chức năng ok luôn, máy nguyên Ri, màn đẹp nha, Note 10 Lite này. Chức năng rất ok. Note 10 Lite, con này đến em giá 6.7 triệu nha, 6.7 triệu, bút bếp còn nguyên hết ha, đầy đủ hết, kèm sạc dán lực luôn. Một con Samsung A10, vỏ sâu có xuất sắc nha, đánh giá tầm 96-97 thôi, A10 nha anh em, RAM 232 nha, màn hình 6.2, pin 4.000, vỏ sâu không được đẹp nha, 96-97 thôi. Kính thì có vị keng sao beng đó, kính quá đẹp.
test sơ chức năng rồi. Wi-Fi ok ha. A10. Ok, máy chức năng cơ bản này hoạt động bình thường nha anh em. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Con này đến em giá 1.7 nhé. 17. 1.7 kèm sạc giá lực luôn. Samsung A50 màu xanh. Vỏ sau thay mới rồi anh em. Vỏ sau này thay mới rồi nha, đẹp gan nha. RAM 464, màn hình 6.4, biên 4000. Kính kem. Kính thì màn ring nha. Chức năng hoạt động ok. A50 riêng nguyên. Mọi chức năng full. Con này đến em giá của nó là 2 triệu. Con này vỏ thay mới rồi nên là 2.9 triệu nha anh em. 2.9 triệu. 2.9 triệu kèm sạc gắn lực lại luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung A31 nha anh em. A31 nếp sau này thay mới rồi nè. Nếp sau này thay mới. Màn ring nha. A31 RAM 6 bộ nhớ 128. Màn hình 6.5 inch nha, pin 4000. Máy keng luôn. Kính trước đã dán lực cho anh em rồi. Kèm sạc, máy bán ra thì kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Chức năng full ha. Wi-Fi các kiểu ok. Hoạt động hoàn hảo nha. A31. Chức năng ok luôn. Wi-Fi các kiểu, camera đẹp. Con này giá 3750 nha anh em. 3750. iPhone 8 Plus nha, máy nguyên zin, zin app nha. Đẹp 9899 nha anh em. Keng sầu beng luôn. 9899. 8 Plus. Con này pin của nó hơi yếu, pin nó 75 thôi anh em. Pin 75 ha. 64GB full. Bao anh em reset thoải mái nha. Pin nó hơi yếu thôi, còn chức năng full hết. Xúc cái tài khoản ra nha. À, tài khoản đấy của mình nha anh em. Tài khoản của mình ha, yên tâm. Chức năng ok hết ha. Bao anh em reset thoải mái luôn nha. Con tay vân chân đầy đủ. 64GB. Đó, VIP ha. Ok, con này ra đi cho anh em giá 6.5 triệu thôi. 6.5 triệu nha. Kèm sạc dán kính cho anh em nha. 6.5 triệu. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha. Hẹn anh em clip ngày mai.